Chương 1 Mang Uchiha thoát đi Konoha Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đây chính là ta cực hạn A Tuy rằng căn cứ tố chất thân thể, tương lai vẫn có thể tăng lên bộ phận chakra, có lẽ có thể vô hạn tiếp cận kết cấp, nhưng là cùng những thiên tài đó chênh lệch, không khỏi vẫn là quá lớn một chút. Chỉ thấy một cái mặt Uchiha tộc huy màu đen tê, sớt, nằm trên đất miệng lớn hô hấp thở dốc, đầu đầy mồ hôi thanh niên. Lúc này trong lòng hắn Trường Sinh cực kỳ thất lạc. Uchiha Tamagen từ địa cầu đi tới cái thế giới này 20 năm. Biết rõ cái thế giới này nguy hiểm hắn vô cùng cẩn thận cẩn thận sinh tồn, không có bộc lộ ra chính mình đặc thù, cũng không có chờ đến hắn hy vọng hệ thống. Vì lẽ đó vạn phần nỗ lực tu luyện, muốn nắm giữ tự vệ sức mạnh. Thế nhưng hắn lâu như vậy vẫn nỗ lực tu luyện, thế nhưng phát hiện mình khoảng cách thiên tài chân chính vẫn có đặc biệt lớn chênh lệch. Hắn bây giờ đã bị Uchiha Shisui cho đuổi theo. Nhưng là diệt tộc chi đêm đã áp sát, không có thời gian cho hắn tiếp tục chờ xuống. Hắn muốn cứu vớt Uchiha. Thuyết phục Konoha những này não tàn cao tần chuyện như vậy, hắn thực sự là không có hứng thú làm, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể cứu lại tất cả những thứ này, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn cũng không có như vậy tài năng. Như vậy, cũng chỉ có nghĩ biện pháp tập kết Uchiha tất cả mọi người sức mạnh đến đối mặt cái này nguy hiểm khả năng. Ken Phó bản hệ thống kích hoạt Hỗn loạn thế giới, thỉnh ở thế giới oan tiết bên trong, chiếm đất làm vua, trở thành đại hải tặc, treo giải thưởng năm ức, hoặc là trở thành thất vũ hải, thời gian hạn chế. Ba tháng, nhiệm vụ thưởng Huyết thống thức tỉnh ở Uchiha Tamagen chuẩn bị đứng dậy đi tìm đương nhiệm nhu nhược tộc trưởng Uchiha Fugaku nói rõ ràng thời điểm, trong ốc truyền đến âm thanh, nhưng thân thể hắn trực tiếp cứng đờ. Ha ha ha. Làm biết rõ phát sinh tình trạng gì sau khi, Uchiha Tamagen không chút do dự trực tiếp bắt đầu cười lớn. Âm thanh trực tiếp đem bên trong vùng rừng rậm chim nhỏ sợ quá chạy đi, ở giữa không trung thì thầm kêu loạn, là ai chạng vạn không nghỉ ngơi, ở đây kêu loạn hù dọa bọn họ. Thế giới chân thực sẽ không bị xóa đi, cùng vô hạn thế giới loại kia không giống, là một cái ổn định thế giới. Uchiha Tamagen bên này, trực tiếp thông qua hệ thống năng lực, tiến vào phó bản ở trong. Cái này phó bản là bất cứ lúc nào có thể ra vào, cũng không phải sau khi tiến vào liền cần muốn hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi. Đồng thời Uchiha Tamagen xác nhận có thể không hạn chế dẫn người đi vào, chỉ cần có thể xuyên qua đường kính 2 mét vòng xoáy đường hầm vận chuyển, là có thể đến Grand Liner. Không có thời gian, lật bài đi. Nhưng Uchiha ở Konoha này héo tàn, không bằng ở một thế giới khác danh dương tứ hải uchiha tamagen làm ra quyết định của chính mình buổi tối hôm đó hắn liền tìm đến uchiha fugaku còn có uchiha shisui một cái là có thể quyết định uchiha tương lai người một cái khác nhưng là có thể phòng ngừa chuyện này sẽ bại lộ cho konoha biết nội gian gặp mặt địa phương là uchiha từ đường đến cùng là chuyện quan trọng gì tamagen Sisui tình huống bên kia rất phức tạp, nếu như thật sự rất phiền phức, trực tiếp cùng ta nói tốt hơn. Uchiha Fugaku bên này, ngồi xếp bằng ở giường nệm tatami lên, sắc mặt nghiêm túc đối với Uchiha Tamagen nói: "Tuy rằng Uchiha Tamagen tự nhận chính mình không được, thế nhưng ở hiện tại Uchiha bên trong, có thể tính là số một số hai cường giả. Nếu như không phải Uchiha Shisui đột nhiên xuất thế, Uchiha Tamagen nên chiếm cứ Uchiha tối cường thiên tại cái tên này. Liên quan với Uchiha tương lai, Shisui nhất định phải trình diện. Uchiha Tamagen nhìn Fugaku, nói rất chân thành. Hắn muốn đem Uchiha, chuyển đến Grand Liner đi tới. Thoát ly Konoha cái này vững vàng, dựa vào Uchiha bộ tộc thực lực, ở trên biển rộng hoàn toàn có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng, căn bản không cần như vậy bị khinh bỉ. Tuy rằng như thế có nguy hiểm, thế nhưng cũng so với ở tại Konoha nơi như thế này chờ đợi diệt tộc đến đúng lúc. Muốn an toàn hoàn thành chuyện này, Uchiha Fugaku cùng Uchiha Shisui hai người thiếu một thứ cũng không được. Nếu ngươi đều nói như vậy, được rồi. Thấy thế, Uchiha Fugaku liền tiếp tục bình tĩnh lại. Nghĩ người trẻ tuổi này, đến cùng là muốn làm cái gì? Trong lúc nhất thời nghĩ buồn bực mất tập trung, dù sao khoảng thời gian này hầu như là mắt trần có thể thấy uchiha ở bị trong thôn cho bài xích xung đột từ cửu vĩ chi loạn bắt đầu càng ngày càng kịch liệt tuy rằng hắn đã mấy lần thoái nhượng nhưng là konoha bên kia được voi đòi tiên lời đồn càng ngày càng nhiều konoha căn bản không ngăn lại cảnh vụ bộ thành viên đi ở trên đường cũng có thể nghe được thôn konoha dân quan minh chính đại chỉ vào bọn họ chửi bậy đã đến không cách nào tiếp tục khoan dung xuống mức độ ở uchiha fugaku còn chưa nghĩ rõ ràng, đến cùng là cái gì sự tình thời điểm, si bên này rốt cục xuất hiện. Tộc trưởng, Tamagenka. Si sau khi đi vào, phát hiện thêm vào hắn tổng cộng liền ba người, bỗng dưng hơi kinh ngạc. Dù sao mỗi lần mở hội tối thiểu thượng nhẫn cấp bậc tộc nhân đều sẽ tới đến, thế nhưng lần này chỉ có ba người bọn hắn, bỗng dưng nhường hắn nghi hoặc, lần này đến cùng đến thương lượng là cái gì? Trong lòng bỗng dưng có chút cảnh giác, dù sao hắn cũng biết mình đang làm gì. Itachi là hai mặt gián điệp, nhưng hắn không phải, hắn là một lòng vì Konoha suy nghĩ, có điều mục đích cuối cùng là vì thực hiện Uchiha cùng Konoha cùng tồn tại. Người đến, Tamagen, người có thể nói đi. Fugaku bên này đối với một bên viết viết vẽ vời, xem ra như là ở vẻ cái gì bản đồ Tamagen nói. Vừa nãy hắn cũng liếc nhìn, thế nhưng căn bản xem không hiểu là món đồ gì, những kia địa danh, chưa từng nghe thấy, căn bản không phải nhẫn giới lên địa chỉ. Vì lẽ đó hắn cũng không có bao nhiêu hỏi, mà là chờ đến si xui đến. Uchiha cùng trong thôn mâu thuẫn, đã không cách nào điều tiết. Trừ phi thế hệ này Konoha cao tầng toàn bộ thay máu, hoặc là Uchiha có người leo lên hô kết vị trí này, không phải vậy Konoha cùng Uchiha là không thể cùng tồn tại, nhất định có một phương muốn biến mất, dường như Senju bộ tộc như thế mà biến mất khẳng định là Uchiha bộ tộc, vì lẽ đó, đến nhất định phải thay đổi thời khắc. Ta muốn mang Uchiha, thoát đi Konoha. Uchiha Tamagen cũng không do dự, không có khuyết đại sự thực. Chính là đem tất cả, cho trực tiếp đặt tại trước mặt hai người, nói cho bọn họ biết tình huống bây giờ đến cùng là cái gì dạng. Không muốn đối với Konoha những kia cao tầng, ông ấp bất cứ hy vọng nào, đó chỉ là ở mảng tính tử vong mà thôi. Đồng thời, nói thẳng ra chính mình chuyện cần làm. Uchiha Tamagen, nhưng tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Shisui con ngươi kịch liệt co rút lại. Hắn không biết đúng hay không tộc trưởng cùng Tamagen ca đoán được, hắn đang vì Konoha phương này làm việc. Mà Fugaku bên này đang nghĩ, thế cuộc thật sự đến loại này nghèo đầu người dân tình huống, bị ép đến chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát đi Konoha. Sách mới, các loại cầu. Tấu chương xong loạn vực khởi tranh. Vọng lập luân chuyển. Huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 2 Không chạy, Uchiha chính là cái kế tiếp Senju. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đệ tam hô kết, sẽ không ngồi xem chuyện như vậy phát sinh. Nếu như Uchiha cùng Konoha tranh đấu lên, chỉ có thể khiến Konoha nguyên khí đại thương, đệ tam nhất định sẽ nghĩ biện pháp điều hòa. Làm phái bồ câu, si sui vội vã mở miệng nói rằng. Hắn không hy vọng tình thế trở nên càng to lớn hơn, nếu như Tamagenka thật sự muốn mang Uchiha bộ tộc lưu vong, coi như chỉ có một phần, cũng sẽ đem mâu thuẫn cho mở rộng càng to lớn hơn. Tình huống như thế, hắn không hy vọng nhìn thấy. Thoát đi Konoha hy vọng độ khả thi quá nhỏ, coi như thật sự chạy đi, Uchiha khả năng cũng sẽ còn lại không có mấy, cùng việc sạch đã không có gì khác biệt fugaku bên này thì lại nghiêm túc suy nghĩ một chút uchiha tamagen nói tới độ khả thi sau đó rất bình tĩnh phán đoán tỷ lệ thành công quá thấp ở bị konoha truy sát tình huống dọc theo đường đi tử thương khẳng định vô số đến cuối cùng khả năng cũng chỉ có mấy chục người thậm chí mười mấy người có thể đào tẩu tình huống như thế uchiha vẫn là uchiha sao bốc lên chuyện này chính là đệ tam hô kết A. À. Nếu vì Konoha ổn định, ở cửu vĩ chi loạn lần kia, hắn liền nên trợ giúp Uchiha rửa thoát hiềm nghi, mà không phải ngầm thừa nhận Danjo cho Uchiha trên người dội nước bẩn. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới tình thế sẽ biến thành như vậy, không có người thích hợp tay có thể tiếp nhận hô kết, Danjo thế lực tăng vọt, vì ổn định, chỉ có thể nhìn Danjo quạt gió thổi lửa, ngầm đồng ý chuyện này, chuẩn bị đem Uchiha làm trong thôn mâu thuẫn điều giải vật hy sinh cửu vĩ chi loạn các tộc tổn thất bọn họ muốn ở uchiha trên người cho lấy về liền dường như năm đó những người này từ senju bộ tộc trên người hút máu như thế uchiha không ở làm bất kỳ ứng đối như vậy có thể so với senju bộ tộc chết càng thảm hại hơn uchiha tamagen không chút do dự đánh tan si suy ảo tưởng sự thực chính là như vậy chiến tranh người chết chết nhiều nhất chính là senju bộ tộc thế nhưng gần nhất hung hăng lên gia tộc nhưng là Saruti bộ tộc, còn có Shimura bộ tộc, cùng bọn họ theo đuôi Ino, Shika, cho này ba cái gia tộc. Konoha vốn là là Senju, Uchiha cùng Huyga ba chân cùng tồn tại. Nhưng là hiện tại, Senju bộ tộc biến mất, Uchiha bị xa lánh, Huyga trở thành công cụ người. Phụ thuộc vào Konoha mấy cái gia tộc, trái lại bắt đầu lớn mạnh. Lẽ nào thật sự là bọn họ nội tình so ra hơn nhiều cường sao? Không chỉ có điều là đem ở senju bộ tộc di thể lên hút đủ chân có đủ nhiều chất dinh dưỡng mà thôi nếu không tờ sunda vì sao phải giận dữ rời đi konoha làm sao sẽ shisui trên mặt toát ra không dám tin tưởng thế nhưng hắn cũng cảm giác được uchiha tamagen cũng không có ở hư nói vọng ngữ nói tới sự tình xác thực cũng là như vậy đang tiến hành ở trong nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được là Đệ tam lại đóng vai là ngầm đồng ý nhân vật mà không phải là muốn điều đình song phương mâu thuẫn trọng tài đã đến một bước này à uchiha fugaku bên này thì lại sớm có nghĩ tới loại khả năng này thế nhưng hiện tại uchiha tamagen đem chuyện này cho rõ rõ ràng ràng, ràng bày ra đến thời điểm hắn cũng biết chuyện này đã không cách nào tiếp tục trốn tránh những kia tham lam gia hỏa là sẽ không bỏ qua uchiha tản mở giày này nếu như tiếp tục không phản kháng Uchiha chỉ có thể tiêu vong. Thân là tộc trưởng hắn, tự nhiên là không nghĩ thấy cảnh này, thế nhưng nếu như thật sự đánh lên, liền xem ai càng thêm lòng dạ ác độc, đồng ý trả giá hy sinh. Không đường thối lui. Konoha cao tầng bên kia là dùng kỳ vọng nhìn thấy hòa bình, vì lẽ đó lừa dối ngươi, nhưng ngươi làm Uchiha bộ tộc nằm vùng, vì bọn họ cung cấp tình báo đi. Thế nhưng lâu như vậy rồi, bọn họ có hay không làm ra bất kỳ cái gì một điểm hòa hoãn biện pháp. Chính là nhìn tình thế phát triển, mà đang trong bóng tối càng là thúc đẩy trong thôn căm thù Uchiha. Từ bỏ loại kia tẻ nhạt ảo tưởng đi, Shisui. Uchiha Tamagen không chút do dự vạch trần Shisui thân phận. Lần này đến chính là đàm phán, gọi lên Uchiha Fugaku, cũng là vì có thể áp chế Shisui. Có điều Uchiha Tamagen vẫn là hy vọng Shisui bên này, có thể cùng Uchiha đứng chung một chỗ, dù sao hắn thực lực có thể trợ giúp gia tộc cùng mình rất nhiều. Ngươi đã sớm biết sao? Tamagenka. Shisui sắc mặt hết sức phức tạp nhìn Uchiha Tamagen. Có điều hắn cũng không có lập tức động thủ ý tứ. Mà một bên Fugaku lại có chút khiếp sợ nhìn Shisui, hiển nhiên là đối với Shisui thân phận thực sự khiếp sợ, chưa bao giờ nghĩ đến lát nữa là Konoha cao tầng nằm vùng xem ở ngươi cũng là vì Uchiha cùng thôn cùng tồn tại điều kiện tiên quyết, vì lẽ đó ta liền không ra tay với ngươi. Ta không có hứng thú đối với thôn ra tay, chỉ muốn mang theo tộc nhân rời đi, ngươi đồng ý giúp ta sao? Uchiha Tamagen nói thẳng ra chính mình thái độ. Nếu như Shisui phủ quyết, như vậy hắn liền muốn liên hợp Fugaku, đối với Shisui ra tay. Manjaku Sharingan, hắn cũng có. Thế nhưng Manjaku thực lực là mức độ nào, Uchiha Tamagen chính mình rất rõ ràng, kết cấp trình độ mà thôi. Muốn thay đổi tất cả, căn bản không đủ. Chính mình chạy trốn rất đơn giản, thế nhưng muốn mang lên toàn bộ Uchiha, còn kém xa lắm đây. Shisui, ngươi mở ra Manjaku Sharingan. Fugaku lại lần nữa khiếp sợ. Hắn cảm giác mình cái này tộc trưởng, thật giống căn bản cái gì cũng không biết. Những người trẻ tuổi này, trái lại một cái so với một cái lợi hại nội tâm lúc này hết sức phức tạp là ta dê cu nhãn thuật tên là Kotomatya có thể sửa chữa người khác ký ức vốn là ta chuẩn bị sử dụng năng lực này đến điều định thôn trong lúc đó mâu thuẫn nếu như ta đối với đệ tam sử dụng nhường hắn điều định mâu thuẫn làm như vậy có thể sao Shishui gật gù đón lấy nói tiếp chính mình ảo tưởng Ngu xuẩn đem loại năng lực này báo cho cho những kia Konoha cao tầng biết bọn họ sợ là mỗi ngày buổi tối ngủ đều ngủ không được chỉ lo ngươi sẽ ra tay với bọn họ loại năng lực này chỉ có hoàn toàn nắm giữ ở chính bọn hắn trong tay thời điểm bọn họ mới sẽ yên tâm xem ra danjo không bao lâu nữa liền muốn ra tay với ngươi thời gian còn lại không có mấy suy xui ngày hôm nay liền muốn làm ra trả lời trợ giúp uchiha rời đi tránh khỏi cùng konoha chiến tranh vẫn là tiếp tục ông loại này ngu xuẩn ý nghĩ dẫn đến uchiha bị hủy diệt uchiha tamagen không chút do dự quát lớn thời gian cụ thể dây uchiha tamagen cũng không phải quá rõ ràng hắn cũng từng thử thay đổi tình huống thế nhưng uchiha thân phận quá phiền phức căn bản là không có cách tới gần đệ tướng mangjeku cũng là ở trước đây không lâu mới thức tỉnh cửu vĩ chi loạn đêm hôm ấy cũng chỉ có thể nhìn rốt cục chờ đến cơ hội hắn sẽ không bỏ qua cái này cứu lại uchiha thời cơ Ta si xuôi sắc mặt xoắn suýt. Hắn còn có chứa ảo tưởng. Sách mới, các loại cầu. Tấu chương xong, loạn vực khởi tranh. Vọng lập luân chuyển. Huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 3 Mang dơ cu năng lực, ta nói là cái gì chính là cái gì? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Fugaku ở một bên mấy lần mở miệng, thế nhưng đều vẫn là nhắm lại. Hắn cảm giác mình thật giống không cách nào kháng lên cứu vớt Uchiha trách nhiệm, mình quả thật là mềm yếu. Tamagenka, ngươi phương pháp có thể thành công à? Shisui bên này còn đang do dự. Hắn là thuộc về loại kia thích điện ảnh kết cục là đều đại hoan hỷ loại người như vậy. Muốn có được nhất hoàng mỹ kết cục. Có điều chuyện như vậy, ở trên thực tế, là rất khó thực hiện. Uchiha, vẫn là thôn. Ngươi làm ra lựa chọn, ta mới sẽ nói ra phương pháp của ta, Uchiha Tamagen nhìn thẳng Shisui. Đồng thời không chút do dự mở ra chính mình Manjeku Sharingan. Ba cái câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng biến thành không đối với xưng ba cái tường ngọc dán dấp Manjeku Sharingan, đồng thời hiện lên ba cái màu đen trụ dài, liên tiếp con ngươi đem ba cái tường ngọc cắt đứt ra ra tường, một loại chính giữa có thủng ngọc khí. Manjeku Sharingan, liền ngươi đều. Fugaku bên này vô cùng khiếp sợ. Hắn cảm giác những người trẻ tuổi này làm sao một cái so với một cái lợi hại hơn. Shisui, gia tộc so với thôn càng quan trọng. Hơn nữa cũng vô ý cùng thôn đối nghịch, Uchiha chỉ muốn bảo tồn chính mình. Có điều vào lúc này Fugaku không có tiếp tục do dự. Hắn nhìn ra, lần này Uchiha Tamagen chỉ gọi lên hắn cùng Shisui nguyên nhân. Vào lúc này, hắn khẳng định là muốn ủng hộ Uchiha Tamagen. Không chút do dự mở ra chính mình Manjeku Sharingan, đồng dạng nhìn thẳng Shisui. Tộc trưởng, Tamagenka, các ngươi. Shisui có chút khiếp sợ. Hắn vốn là cho rằng, chỉ có mình mới nắm giữ Manjeku Sharingan. Nhưng là không nghĩ tới, gia tộc bên trong cương nhiên đã có hai người nắm giữ. Uchiha cũng không sợ hãi chiến tranh, Shisui. Thế nhưng, càng không hy vọng nhìn thấy tộc nhân mình tổn thất cùng konoha lúc này những kia đã không có lương tri cao tầng không giống đây là cơ hội cuối cùng shishui trợ giúp ta mang theo tộc nhân an toàn rời đi vẫn là tiếp tục ôm không thiết thực ý nghĩ nhìn thấy thôn giấy lên ngọn lửa chiến tranh uchiha tamagen cuối cùng nói nếu như shishui vẫn là do do dự dự hắn sẽ không do dự mà là sẽ chọn ra tay tuy rằng cùng shishui quan hệ không tệ thế nhưng lúc này đối mặt sự tình, là càng nhiều tộc nhân tính mạng. Hắn một đứa cô nhi lớn lên, được không phải thôn trợ giúp, mà là gia tộc. Vì lẽ đó, hắn muốn cứu vớt Uchiha. Nếu như chỉ là muốn mang Uchiha thoát đi Konoha, ta đồng ý trợ giúp Uchiha. Shisui cắn răng, cuối cùng mở miệng nói rằng. Hiện tại đánh lên, làm sao xem, đều là Konoha cùng Uchiha đều sẽ bị thương tổn. Kết quả như thế này không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Thế nhưng hắn cũng cảm giác, thôn là sẽ không cam tâm tình nguyện liền trực tiếp bỏ mặt Uchiha bộ tộc trời đi. Có điều hiện tại, hắn chỉ có sự lựa chọn này, không có những biện pháp khác, lúc này hắn cũng không lại tin tưởng Konoha cao tầng. Làm trước ngươi hành động đánh đổi, ở thuận lợi rời đi Konoha trước, mắt trái của ngươi, cần lưu lại, ở trong tay ta bảo tồn, trong tộc nên thừa bao nhiêu Sarigan, có thể cho ngươi làm dự bị. Thành công thoát đi Konoha sau khi, ta sẽ trả lại cho ngươi." Uchiha Tamagen thập phần lạnh khốc nói. Nắm giữ sức mạnh như vậy, đương nhiên phải có đề phòng, càng không cần phải nói là si sui như vậy phái bồ câu. Ai biết hắn có thể hay không thời khắc mấu chốt phản bội chính mình. Nghe được Uchiha Tamagen nói như vậy, Si Sui sắc mặt rất khó nhìn. Thế nhưng hắn biết, đối phương nói không thành vấn đề, phản bội qua đánh đổi, đương nhiên phải là trả giá. Fugaku miệng mấy lần muốn mở miệng, thế nhưng cuối cùng đều nhắm lại. Được. Shisui hít sâu một cái, sau đó thập phần quả đoán hồi đáp. Thoát đi kế hoạch là cái gì, ta hy vọng có thể phán đoán một hồi thành công tính. Có điều Shisui cũng đưa ra yêu cầu của chính mình. Nếu như hy vọng xa vời, hắn vẫn là càng hy vọng thông qua đối thoại đến giải quyết. Tuy rằng Uchiha phụ trách trong thôn canh gác, thế nhưng liên quan với cửa thôn phụ cận, cơ bản đều có ám bộ giám thị, nghĩ còn nhiều hơn lượng dẫn người thoát đi, độ khả thi rất thấp. Fugaku căn cứ chính mình kinh nghiệm nhiều năm, đưa ra phán đoán. Nếu như có khả năng này, hắn sớm liền muốn dẫn người chạy trốn, thế nhưng quá thấp, lưu vong một Luki vốn lên đều phải bị Konoha Ninja truy sát, căn bản không thích hợp. Ta Manjaku Sharingan nhãn thuật, có thể mở ra một đạo đi về dị thế giới cửa lớn. Hai ngày nay, ta đã đi tra xét qua, bên kia hoàn cảnh thích hợp nhân loại sinh tồn, có nhân loại bình thường xã hội. Ta đã tìm tới một cái thích hợp đảo nhỏ, đủ để chứa đựng Uchiha hiện tại hết thảy tộc nhân cư trú. Hiện tại chỉ cần tụ tập hết thảy tộc nhân, nhường bọn họ thông qua cái này dị thế giới cửa lớn là có thể an toàn rời đi. Uchiha Tamagen bên này đem phó bản cửa lớn nói thành là chính mình Mangekyo năng lực. Như vậy tương đối dễ dàng khiến người tiếp thu nói thẳng ra hệ thống có chút quá mức ngu xuẩn là chính mình độc nhất manjeku năng lực như vậy càng dễ dàng được tín nhiệm cái gì còn có loại năng lực này shisui cùng fugaku hai người giật nảy cả mình hiển nhiên là không nghĩ tới uchiha tamagen phương pháp lại là cái này chính là cái này xem đi uchiha tamagen bên này khống chế chính mình manjeku nhanh chóng xoay tròn trong bóng tối thì lại mở ra hệ thống nhưng hệ thống mở ra đi về vua hải tặc đường nối một đạo dị thế giới cửa lớn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người shishui cùng uchiha fugaku hai mặt nhìn nhau qua xem một chút đi uchiha tamagen mở miệng nói rằng đón lấy trước tiên đi qua cửa lớn đón lấy fugaku cùng shishui cũng không chút do dự đuổi kịp xuyên qua này đạo tỏa ra hơi bạch quang cửa lớn lại là thật sự xuyên qua phó bản cửa lớn, Fugaku cùng Shisui liền đạt tới một tòa trên đảo hoang. Trực tiếp nhảy lên, gang quét một vòng xung quanh, phát hiện vô biên vô hạn biển rộng, căn vốn không có bất kỳ người nào sinh tồn. Shisui còn thử sử dụng ảo thuật giải, xác nhận chính mình không có trúng ảo thuật. Đây là ta hai ngày nay lựa chọn cái thứ nhất điểm dừng chân, cách nơi này mấy trăm km ở ngoài, có nhân loại thành trấn tồn tại. Uchiha thực lực đủ để ở cái thế giới này an ổn sống tiếp tương lai cũng không phải là không có lại trở lại những giới độ khả thi cái kế hoạch này các ngươi cảm thấy làm sao uchiha tamagen đối với hai người nói kế hoạch của chính mình ta ủng hộ cái kế hoạch này uchiha fugaku không chút do dự nói tỷ lệ thành công cùng sinh tồn tỷ lệ nhanh chóng kéo thăng hắn không có cái khác cơ hội lựa chọn nếu hiện tại uchiha hoàn cảnh đã nguy hiểm như thế, như vậy còn nghĩ nhiều như thế làm gì? Ta cũng là." Hừng Si Sui trực tiếp nói, đồng thời biểu hiện quyết tâm của chính mình, không chút do dự đem mắt trái cho trực tiếp đào hạ xuống, dùng cha tra bọc đưa cho Uchiha Tamagen. Như vậy, Uchiha kế hoạch rút lui, liền từ hôm nay trở đi, một tuần lễ sau, rút đi Konoha. Uchiha Tamagen rất tỉnh táo nói, đồng thời tay phải vỗ một cái tay trái bao cổ tay, trực tiếp lấy ra thông linh quyển trục bên trong từ lâu để tốt mang theo bảo tồn dung dịch ống nghiệm, đem mở ra, nhượng si sui đem sarigan bỏ vào. Fugaku nhìn tình cảnh này, tuy rằng cảm giác được có chút tê cả da đầu. Thế nhưng cũng cảm giác, nhân tại như vậy tin cậy. Sách mới công bố, các loại cầu. Tấu chương sông, truyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng, xà hạt, đoạt mệnh cổ, tử trùng, hầu nhi tử, tử cổ, kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 4 Ăn không ngon, ngủ không yên cô nô ha cao tầng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ngươi là nói, Sui mất đi liên lạc. Saruti Hirun cho mày đối với quỳ súng ở trước mặt mình ám bộ hỏi. Uchiha Shishui khoảng thời gian này, trên căn bản đều là ở toàn tâm toàn ý giám thị Uchiha. Hết thảy ở ngoài làm nhiệm vụ, đều bị hắn cho ngăn cản. Mỗi ngày Uchiha Shishui đều sẽ liên lạc, lan truyền tình báo cho ám bộ, thế nhưng ngày hôm qua không có được đối phương tin tức, thậm chí là mất đi liên lạc. Hirun, ta đã nói. Uchiha người không đáng tin. Shisui cái tên này, nên vẫn là lựa chọn Uchiha, đã sớm nên động thủ đem hắn cho bắt, đem hắn Manjeku cho cướp đi. Hiện tại mất đi Shisui, ai biết này Manjeku năng lực, có thể hay không rơi ở trên thân thể ngươi. Danjo trực tiếp ở một bên chê cười. Thế nhưng nói cũng là trong lòng hắn lời. Hắn chưa bao giờ từng tin tưởng Uchiha. Vốn là hai ngày nữa, hắn liền chuẩn bị động thủ, cướp đoạt Shisui Manjeku. Hiện ở chiếm được tin tức này, bỗng dưng nhượng hắn cảm giác được buồn bực. Nói không chắc Shisui là bị Uchiha những người kia phát hiện ra, dùng tính đem hắn bắt lại. Xem ra mâu thuẫn là không cách nào tránh khỏi, tiến hành chuẩn bị chiến trạng thái, triệu hồi tiền tuyến một phần hai ám bộ, trong thôn bắt đầu toàn diện giám thị Uchiha. Saruti Hirun bên này vẫn là làm bộ vì là Shisui biện giải một câu. Thế nhưng đối với Danjo nói tới, Shisui Manjeku năng lực vẫn để cho hắn cảm giác được có chút trong lòng tê rần. Thật sự bị sự ký ức, vậy coi như là phiền toái lớn. Hắn quyết định khoảng thời gian này, sắp xếp một tên ám bộ giả trang gián dấp của hắn, chính mình bản thân núp trong bóng tối, không muốn xuất hiện. Hay là muốn chiến tranh? Hirun, ngươi mẫn cảm so với trước đây hạ xuống quá nhiều, lần này cũng không nên đang do dự. Danjo bên này có chút hưng phấn, rốt cục có thể đối mặt Uchiha ra tay. Hắn cần Sharigan, cũng có thể lượng lớn thu thập. Chỉ có điều, nguy hiểm quá lớn, không làm được Konoha liền sẽ trọng thương. Có điều trong bóng tối, hắn đã sớm chuẩn bị rất nhiều, có lòng tin có thể rất nhanh giải quyết đi Uchiha, đem tổn thất hạ thấp ít nhất. Làm tốt dự tính xấu nhất đi. Saruti Hirun lúc này cũng không do dự nữa. Dù sao mất đi liên lạc là Shisui, cặp mắt kia nhưng hắn cảm giác được hết sức kiên kỵ dựa theo trước sui biểu hiện hầu như không thể phản bội chính mình như vậy cũng chỉ có một khả năng shisui bị uchiha bộ tộc người phát hiện dị thường ra tay với hắn cần liên lạc những gia tộc khác động thời động thủ sao utatan koharu bên này cũng không chút lưu tình nói nếu lựa chọn động thủ làm việc đương nhiên phải làm tuyệt qua nhiều năm như vậy đã cùng một ít gia tộc hình thành hiểu ngầm chủ yếu là từ Senju bộ tộc trên người hấp thụ chất dinh dưỡng những gia tộc kia. Những gia tộc này, từ lâu không cách nào thoát ly Konoha, trở thành trong tay bọn họ quân cờ. Làm bí mật chút. Saruti Hirun không chút do dự nói. Ai, mau chóng giải quyết chuyện này đi, đối ngoại cũng phóng ra một ít tin tức giả, bỏ đi cái khác ngũ đại thôn ý nghĩ. Mitoka Homura thở dài, sau đó nói. Phát sinh như vậy biến đổi lớn, rất dễ dàng gây nên cái khác nhẫn thôn tham niệm, lựa chọn đối với Konoha ra tay. Dù sao Konoha chiếm cứ là nhẫn giới màu mỡ nhất một khu vực. Trước đại chiến, mới qua đi không tới thời gian 8 năm, Konoha mất đi tam nhẫn, thêm vào đệ tứ hô kết, thêm vào cửu vĩ chi loạn, có thể nói là tổn thất nặng nề. Đã vô lực lại tiếp tục chịu đựng mới chiến tranh rồi. Mau chóng, ở động thủ trước, tránh khỏi theo Uchiha phát sinh tranh đấu. Saruti Hirun bên này cũng mặt tối sầm lại. Hắn cũng biết cùng Uchiha chiến tranh là kém cỏi nhất kết quả, vốn là hắn chuẩn bị gây nên Uchiha nội loạn, từ từ đem nuốt chững lấy. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đã không có cơ hội này. Vốn là thôn liền căm thù Uchiha, vì lẽ đó ở bên ngoài làm nhiệm vụ Uchiha nhân số cũng không có mấy cái, đã thông qua Uchiha nhận thú thông báo, nhưng bọn họ chạy về. Ở Konoha cảnh vụ nhà lớn bên trong, Fugaku đối với Uchiha Tamagen nói. Muốn mang toàn bộ Uchiha bộ tộc người rời đi, tự nhiên là một người cũng không có thể bỏ sót. Có điều được lợi từ Danjo nhằm vào Uchiha, từ khi cửu vĩ chi loạn sau khi, Uchiha bộ tộc người làm nhiệm vụ liền rất ít. Gần nhất càng là không phê chuẩn. Nếu không Obito thêm vào Itachi, làm sao có khả năng như vậy dễ dàng liền đem Uchiha cho diệt tộc. Dù sao mấy trăm con heo chạy khắp nơi, như thế niên gia dết lên cũng lao lực, càng không cần phải nói Uchiha bộ tộc tinh anh, cơ hội bị hai người không hề phòng bị cho dết chết. Không có Konoha ủng hộ, đây là căn bản không thể nào làm được sự tình. Mấy lão già, ta đã thuyết phục bọn họ. Tiếp đó, liền toàn lực chuẩn bị lui lại chuyện này. Sau năm ngày buổi tối, liền trực tiếp động thủ, nhường cảnh vụ bộ người, trực tiếp dẫn người rút đi, tin anh phụ trách bọc hậu. Uchiha Tamagen gật gù, sau đó đối với Fugaku nói. Uchiha bộ tộc bên trong, như thế là có phái chủ chiến, những người này đều muốn làm đến cùng, căn bản không sợ. Có điều bị Uchiha Tamagen, hơi hơi giáo huấn một hồi, lộ ra Manjiku sức mạnh, thuận tiện cho bọn họ miêu tả một hồi Grand bản kế hoạch, biểu thị nhường Uchiha đứng ở càng to lớn hơn trên sân khấu. Tương lai cũng không phải là không thể lại giết về nhẫn giới tiêu tốn không tới thời gian nửa ngày, liền nói phục những người này. Hiện tại kế hoạch cụ thể, người biết số không vượt qua 10 cái, thế nhưng cảnh vụ bộ thành viên, đều hoặc nhiều hoặc ít biết rồi một ít tình huống, mỗi một cái đều hết sức kích động. Rõ ràng. Nghe được Uchiha Tamagen quyết định những lão gia hỏa kia sau khi, hắn cũng thở vào nhẹ nhõm. Tiếp đó, chính là Uchiha một lòng đoàn kết, đồng thời nỗ lực thời điểm. Những ngày gần đây, đã bắt đầu tập hợp tiền, chuẩn bị cách đi ngày cuối cùng, đem tiền cho toàn bộ xài hết, mua lượng lớn vật tư. Dù sao trong thời gian ngắn, rất nhiều thứ đều không thể mua được. Có điều còn tốt Uchiha bởi vì cảnh vụ bộ quyền lực này, chứa đựng không ít vật tư, lần này chuẩn bị mua, phần lớn là y dược phương diện, vũ khí cái gì cũng không phải làm sao thiếu hụt. Itachi bên kia, do ta tự mình đi nói rõ tình huống. Nếu như không phối hợp Ta sẽ đem hắn cho giam giữ lên." Uchiha Tamagen đối với Fugaku nói, "Ta biết rồi. Nếu như hắn phản kháng quá mức kịch liệt, súng tay ác độc cũng không có quan hệ." Fugaku đã biết con trai của chính mình là hai mặt gián điệp chuyện này. Hiện tại Uchiha bộ tộc cũng có hy vọng, vì lẽ đó hắn cũng rất quả đoán đưa ra trả lời. Thoát đi chuyện này, muốn tránh khỏi hết thảy nguy hiểm, nắm giữ sống tiếp hy vọng cũng không cần hy sinh lượng lớn tộc nhân cùng konoha ác chiến cơ hội như vậy coi như là nhi tử hắn lúc này cũng không thể không làm ra quyết đoán itachi mất đi liên lạc sau khi konoha nên càng thêm kích động bất cứ lúc nào làm thật toàn diện lui lại công tác có thể sớm báo cho cảnh vụ bộ thành viên nếu như xảy ra bất trắc nhường bọn họ biết rút đi địa điểm là từ đường uchiha tamagen gật gù sau đó đối với fugaku nói đến thời điểm lui lại địa phương không phải từ đường, thế nhưng nếu như đột nhiên phát sinh Konoha tập kích, như vậy lui lại điểm chính là từ đường. Uchiha Itachi bên kia cũng là không ổn định nhân tố. Có điều hắn so với Shisui muốn hơi hơi đơn giản một điểm, hơn nữa cuối cùng hắn lựa chọn đối phó Uchiha, Uchiha Tamagen cũng không xác định, đúng hay không Shisui ở cuối cùng, đối với hắn sử dụng Kotomatia duyên cớ. Bởi vì loại khả năng này, Uchiha Tamagen mới yêu cầu đem Shisui Kotomatia cái kia viên Manjuku cho thu hồi đến. Chuyện này, không đánh cuộc được. Tốt. Fugaku thận trọng gật gù. Trong tay dù sao cũng hơi mất cảm giác, bởi vì chuyện này đúng là quá trọng yếu. Sách mới các loại cầu, mỗi ngày ổn định hai tấm đổi mới lên giá, cầu ủng hộ. Tấu chương xong, loạn vực khởi tranh. Vòng lập luân chuyển. Huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 5 Am hiểu bị người tẩy não Uchiha. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Onitan, gần nhất ngươi đều không thời gian theo ta tu hành Surin thuật. 7 tuổi sa lúc này còn thời điểm thập phần dựa vào Uchiha Itachi. Tuy rằng cũng từ vị này ca ca trên người, cảm nhận được áp lực cực lớn, thế nhưng hắn vẫn là hết sức dựa vào tha thứ ta, Sasuke. Lần sau nhất định. Itachi ngón tay, đâm ở Sasuke trên đầu. Uchiha Itachi bên này, chuẩn bị đi trực đêm ban. Gần nhất ám bộ, bắt đầu nhằm vào Uchiha chuyện này, hắn đã cảm nhận được. Tối hôm nay, căn thủ lĩnh vô hẹn hắn gặp mặt. Bảo là muốn tán gẫu liên quan với Shisui cùng Uchiha sự tình, hắn không thể không đi gặp. Tuy rằng từ cha mình trong miệng biết được, si sui cũng không có chuyện gì, mà là ở làm một cái nhiệm vụ cơ mật, thế nhưng hắn vẫn là cảm giác được bất ngờ. suy sui cùng mình trong lúc đó, hầu như là không có bí mật. Nếu như thật sự muốn làm bí mật gì nhiệm vụ, nhất định sẽ liên lạc chính mình. Thế nhưng Konoha bên này không có tin tức gì, trái lại là cha mình tự nói với mình, điều này làm cho hắn cảm giác được không đúng. Đau quá. Sa sút ông đầu, biểu môi một mặt bất mãn hiển nhiên thập phần không cao hứng hiện tại hắn còn không biết bị bộ câu là có ý gì thế nhưng chính là rất khó chịu lần sau nhất định đã rất nhiều lần ta đi nhìn thấy chính mình này ngu xuẩn đệ đệ itachi hiếm thấy lộ ra nụ cười đây là hắn bình thường thả lỏng nhất thời khắc có điều đẩy cửa ra hắn nụ cười rất nhanh liền biến mất itachi có chuyện tìm ngươi đến nói một chút đi Uchiha Tamagen xuất hiện ở Itachi nhà bên trong trong đình viện, ngay ở cửa phụ cận. Trực tiếp đối với Itachi phát sinh mời. Tuy rằng Itachi không có Manjeku, thế nhưng giải quyết lên cũng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Có điều thuyết phục Itachi độ khả thi khá lớn so với shisui loại này bị hỏa chi ý chí hoàn toàn độc hại gia hỏa, nên muốn dễ dàng một chút. Từ bị tìm tới cửa cảm giác, nhưng Itachi rất khó chịu đặc biệt ở xa suốt trước mặt điều này làm cho hắn càng thêm tức giận hắn cùng uchiha tamagen cũng không phải quá quen thuộc biết vị này chính là si trước uchiha nổi danh nhất thiên tài có điều ở cửu vĩ chi loạn sau liền rất nhanh mai danh ẩn tích gia nhập cảnh vụ bộ có vẻ thập phần bình thường ở hắn gia nhập ám bộ sau khi bị yêu cầu qua điều tra uchiha tamagen tin tức vì lẽ đó hắn thâm nhập hiểu rõ qua phát hiện uchiha tamagen sinh hoạt thập phần quy luật vẫn đang cố gắng tu luyện có điều không có bất kỳ làm náo động ý tứ ở phán đoán uchiha tamagen thực lực đạt đến tin anh thượng nhẫn sau khi hắn nhiệm vụ liền kết thúc không nghĩ tới sẽ bị vị này đột nhiên tìm tới cửa thêm vào si sui mất đi liên hệ điều này làm cho uchiha itachi cảm giác được không đúng ni chan xa suốt bên này có chút sợ người lại nhìn uchiha tamagen yên tâm đi, rất nhanh liền kết thúc. Uchiha Tamagen rất muốn đi tới vò sa súc đầu chó, cuối cùng vẫn là từ bỏ, dù sao lớn nhất chăn nuôi viên liền ở một bên. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp thuấn thân rời đi, bởi vì hắn biết Itachi nhất định sẽ cùng lên đến. Ta đi công tác. Lần sau nhất định cùng ngươi tu luyện Surin thuật. Itachi bên này động viên một hồi tác giả, đón lấy cũng trực tiếp thuấn thân đuổi kịp đuổi theo tamagen phía sau sắp tới từ đường nơi này dừng lại xung quanh không có những người khác chỉ có hai người bọn họ uchiha địa bàn đã bắt đầu thanh lý konoha thám tử vì bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành tìm ta có chuyện gì sao uchiha tamagen itachi ánh mắt nghiêm nghị đối với tamagen hỏi lúc này hắn cả người kéo căng bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ thôn vẫn là gia tộc làm cái lựa chọn đi uchiha đã quyết định tốt muốn rút đi konoha ngươi lựa chọn đứng ở bên nào uchiha tamagen trực tiếp mở miệng đối với itachi chất vấn nghe được uchiha tamagen itachi con ngươi co rụt lại lập tức biết đối phương đã biết chính mình là hai mặt gián điệp sự tình đồng thời hắn lập tức nghĩ nên làm sao lừa gạt ta đương nhiên lựa chọn đứng ở gia tộc bên này có điều hiện tại uchiha itachi đương nhiên sẽ không nói ra những ý nghĩ khác chỉ có thể chống đỡ uchiha hắn không cách nào phán đoán đối phương là đang gạt chính mình hay là thật nắm giữ chứng cứ ở đối phương không có lấy ra sáng tỏ chứng cứ trước hắn tự nhiên là muốn giả vờ ủng hộ uchiha thế nhưng kỳ thực nội tâm hắn lúc này cũng không biết nên trợ giúp phía kia tốt hơn shisui đã lựa chọn gia tộc sau đó có rất trọng yếu kế hoạch muốn tiến hành vì lẽ đó Uchiha bên trong, cũng chỉ còn sót lại ngươi, vẫn cùng Konoha liên quan không rõ, không muốn dùng loại kia qua loa đến lừa phỉnh ta. Hiện tại Uchiha muốn rút đi Konoha, không chuẩn bị cùng Konoha khai chiến, ngươi lựa chọn phía kia. Uchiha Tamagen trực tiếp vạch trần Itachi lời nói dối, rất trực tiếp mở miệng nói rằng. Dù sao Uchiha cũng không am hiểu tẩy não, trái lại rất dễ dàng bị những người khác tẩy não. Nói thí dụ như Hắc jesu senju hashirama còn có uyumi Naruto. này ba cái thực sự là đem uchiha bộ tộc cường giả cho dao động quá chừng hoàn toàn bị những người này miệng độn cho dao động gắt gao si suy hắn lựa chọn gia tộc à uchiha itachi có chút khiếp sợ đến đồng thời cũng khiếp sợ ở uchiha lần này cần chuẩn bị kế hoạch này mấy ngày hắn cũng vẫn có ở tìm hiểu thế nhưng căn bản là không có cách hiểu rõ là tình huống thế nào hắn biết mình là bị gia tộc cho phòng bị, có điều không nghĩ tới mất đi liên lạc si lại sẽ là lựa chọn trợ giúp gia tộc. Thân là si bằng hữu, ta cũng nguyện ý làm ra giống như hắn lựa chọn. Ta lựa chọn trợ giúp gia tộc. Uchiha Itachi bên này không do dự, rất trực tiếp nói. Hắn tin tưởng si Nếu như đây thật sự là si làm ra lựa chọn, như vậy hắn đem không hề bảo lưu ủng hộ. Như vậy, tiếp đó, ta muốn đưa ngươi cho phong ấn, chờ đợi kế hoạch bắt đầu. Uchiha Tamagen trực tiếp nói. Không xác định nhân tố, mau chóng đem hắn cho bài trừ. Uchiha bên trong khẳng định vẫn sẽ có bị hỏa chi ý chí cho độc hại gia hỏa, có điều không thời gian tìm ra. Ngược lại cuối cùng kế hoạch, chỉ có một phần biết, đến chấp hành buổi tối ngày hôm ấy, mới sẽ chọn bắt đầu, nhường cảnh vụ bộ thành viên, dẫn dắt Uchiha bộ tộc người lui lại đến thời điểm bọn họ muốn kiếm chuyện, cũng không kịp. Uchiha Itachi nhưng là giết chết Uchiha bộ tộc kẻ cầm đầu, tên như vậy, Uchiha Tamagen lựa chọn đem hắn cho phong hào, như vậy mới ổn định nhất. Shisui ở nơi đó. Nghe được Uchiha Tamagen, Itachi do dự. Đóng lấy rất quả đoán hỏi. Hắn muốn xác nhận, đây thật sự là Shisui lựa chọn. Đi ra đi. Uchiha Tamagen rất bình tĩnh nói. Sisui thì lại trực tiếp thuấn thân xuất hiện ở giữa hai người. Uchiha Itachi mở ra Sharingan, xác nhận trước mắt cái này người thân phận thực sự. Nhìn thấy là thật sự Sisui, hắn thở phào nhẹ nhõm. Cái kế hoạch này nhất định sẽ thành công, Itachi. Tin tưởng Tamagen đi. Sisui bên này cũng theo mở miệng khuyên bảo Uchiha Itachi. Hắn không biết Uchiha Tamagen vì sao đối với Itachi coi trọng như vậy so với hắn còn muốn nghiêm khắc có điều cái kế hoạch này không thể ra sai lầm vì lẽ đó chỉ có thể chiếu uchiha tamagen đi làm tốt uchiha itachi nghiêm túc nhìn shisui, xuôi đón lấy gật gù đem phía sau ám bộ dao găm còn có túi nhẫn cụ đều cho gỡ xuống thả trên mặt đất đón lấy ra hiệu uchiha tamagen có thể động thủ phong ấn hắn ra tấu chương xong truyện siêu giải trí không vô não trang bức trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng, xà hạt, đoạt mệnh cổ, tử trùng, hầu nhi tử, tử cổ, kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 6 Uchiha bộ tộc người liền không phải người. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lôi chi phong ấn uchiha tamagen không do dự trực tiếp bắt đầu đặt tại uchiha itachi trên cổ ở phía trên lưu hạ phong ấn cái này phong ấn có thể đem uchiha itachi thể nội chakra hấp thu đến trong phong ấn đi nếu như có người tự ý giải trừ liền sẽ làm nổ này cổ chakra hình thành mạnh mẽ điện lưu xuyên qua người phong ấn thân thể itachi sắc mặt có chút khó chịu dù sao chakra lập tức bị thay đổi vận chuyển con đường sức mạnh thân thể biến mất rất nhiều nhưng hắn cảm giác được khó chịu. Như vậy có thể đi. Shisui có chút đau lòng chính mình bạn gây tốt. Hắn vốn là là muốn nhượng Itachi trợ giúp hắn đồng thời, phụ trách yểm hộ Uchiha bộ tộc lui lại. Không nghĩ tới Uchiha Tamagen, cưỡng ép yêu cầu đem Itachi cho phong ấn. Còn có một cái, đây là cuối cùng. Ảo thuật Sarigan. Uchiha Tamagen nói. Đồng thời, Đối với Itachi trực tiếp sử dụng ảo thuật, đối với hắn lan truyền tin tức. Xì xui cả kinh, thế nhưng cảm thấy Uchiha Tamagen nếu như thật sự muốn giết Itachi, thật giống không cần thiết làm như vậy. Không tới 5 giây, Itachi liền trực tiếp tỉnh lại. Trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Nguyên lai like Uchiha Tamagen vừa nãy, thông qua ảo thuật đem kế hoạch kế tiếp, nói cho Uchiha Itachi. Uchiha Itachi biết Uchiha Tamagen lại là chuẩn bị đem tộc nhân cho mang tới dị thế giới đi, bị cái này kinh người ý nghĩ cho chấn động ở. Sau đó ta sẽ đưa ngươi phóng tới dị thế giới chuẩn bị kỹ càng cứ điểm, tuy rằng không có cha ra, thế nhưng dựa vào thể thuật ngươi có thể đủ sức để ở bên kia tồn tại. Sau ba ngày kế hoạch tiến hành, Uchiha bộ tộc sẽ chuyển đến nơi đó, ngươi tới trước bên kia xác nhận tình hình, bảo đảm an toàn. Nói xong, Uchiha Tamagen trực tiếp mở ra đi về vua hải tặc thế giới đường hầm vận chuyển đón lấy ở Uchiha Shisui ánh mắt đờ đẫn dưới, đem Itachi cho trực tiếp ném tới đường hầm vận chuyển một mặt khác, sau đó đem đường nối cho trực tiếp đóng lại. Itachi hắn thật sự, có nguy hiểm như thế sao? Cần làm đến mức độ này. Shisui bên này nhìn ra rồi, Uchiha Tamagen chính là vì đem Uchiha Itachi cái này không ổn định nhân tố cho triệt để bài trừ rơi. Hắn cảm giác chịu đến sỉ nhục. Chính mình nhưng là mở ra Manjeku Sharingan, thế nhưng cũng không có đụng phải đối xử như vậy nhưng là itachi lại bị như vậy nghiêm túc nhằm vào hắn cảm giác được rất khó hiểu tiếp tục ngươi nhiệm vụ đi bảo đảm kế hoạch an toàn tiến hành sai lầm uchiha cùng konoha nhưng là sẽ trực tiếp khai chiến không biết sẽ tử thương bao nhiêu người uchiha tamagen không có giải thích lẽ nào cùng hắn nói nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy uchiha itachi trên tay sẽ dính đầy uchiha bộ tộc máu tươi Konoha người là người, Uchiha bộ tộc liền không phải người. Rõ ràng. Nghe được Uchiha Tamagen, Shisui tỉnh táo lại. Mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng Itachi khẳng định là an toàn, này coi như xong đi. Vẫn là lui lại nhiệm vụ càng trọng yếu hơn. Uchiha Itachi cũng mất đi liên lạc. Danjo chau mày. Ngày hôm nay Uchiha Itachi cũng không có như hẹn đến đến, điều này làm cho hắn rất phẫn nộ lúc này hắn cũng không cách nào nhận biết shisui cùng uchiha itachi đến cùng là bị uchiha bộ tộc người phát hiện ra hay là bọn hắn hai người đã phản chiến lựa chọn uchiha này một phương danjo đại nhân uchiha bộ tộc thật giống chính đang thu mua chữa bệnh còn có đồ ăn phương diện vật tư thu mua số lượng có chút to lớn có điều liên quan với những cụ phương diện cũng không có bất cứ động tĩnh gì một bên phụ trách giám thị uchiha người phụ trách đối với danjo báo cáo những ngày gần đây, ám bộ cùng căng có thể nói hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, hầu như bộ cùng toàn bộ Konoha. Trừ Uchiha tộc địa bên kia thực sự là không cách nào đột phá ở ngoài, những nơi khác trên căn bản đều bị ám bộ bao trùm. Đối phó Uchiha đồng thời, Danjo cũng sẽ không quên chăm đối với những gia tộc khác, nói thí dụ như Huy bộ tộc. Lần trước phân Senju bộ tộc thịt mỡ, Huy cùng Uchiha đều là bị bại trừ ở bên ngoài bọn họ thế hệ này chủ yếu nhằm vào, chính là Senju Uchiha Huiga này ba cái gia tộc, trước đây không lâu, bởi vì vân ẩn thôn sứ giả sự tình, bức tử đương nhiệm Huiga tộc trưởng Huiga Hishi đệ đệ Huiga hijashi Hiện tại Konoha cùng Huiga bộ tộc quan hệ, cũng không phải quá tốt. Vì lẽ đó cũng muốn phòng bị bọn họ. Uchiha những người này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Danjo lúc này rất nổi nóng. Hai cái nằm vùng bị mất đi liên lạc, nhưng hắn triệt để mất đi đối với Uchiha khống chế. Đối với Uchiha bài xích quá lớn, dẫn đến hiện tại Uchiha bộ tộc bên trong căn bản sao có mấy người là bọn họ người, hiện tại muốn tìm hiểu tình hình đều rất khó khăn. Sắp xếp người, quan minh chính đại đi Uchiha tộc địa bên trong điều tra. Danjo cuối cùng hạ lệnh. Làm như thế, sẽ tiến một bước kích phát mâu thuẫn. Thế nhưng hiện tại liền Uchiha tình huống đều không biết, hắn cũng không cách nào bố trí xuống một bước tuy rằng hắn cũng ước gì uchiha lập tức chết thế nhưng có thể không đánh lên tốt nhất vẫn là không đánh lên dù sao thật sự khai chiến konoha sẽ tổn thất nặng nề đến thời điểm quay chung quanh ở xung quanh những kia linh cẩu nhóm sẽ từ konoha trên người cắn xuống bao nhiêu thịt đến đến thời điểm từ uchiha trên người bắt được lợi ích cũng không nhất định có thể bù đắp tổn thất là xung quanh hơn 10 người căng lập tức lên tiếng trả lời đón lấy thuấn thân biến mất ở danjo trước mặt bắt đầu đi làm danjo sắp xếp sự tình đi kakashi hiện tại đến uchiha bên này thật giống có chút phiền phức a à. maito gai cau mày đối với kakashi nói liền ngay cả hắn loại này đối với những chuyện này phản ứng tương đối chậm người cũng đều cảm giác được gần nhất thôn cùng uchiha trong lúc đó mâu thuẫn hắn không biết vì sao ngày hôm nay kakashi muốn hẹn hắn đồng thời đến uchiha tộc địa bên trong đi tế bái obito ai cơ hội như thế không biết còn sẽ có hay không có kakashi bên này sắc mặt phức tạp nói hắn cái này tiểu đội chủ yếu là phụ trách đối ngoại nhiệm vụ ám bộ vốn là chức trách cũng là như thế phụ trách đối ngoại cảnh vụ bộ phụ trách bên trong chỉ có căn khá là đặc thù trong ngoài đều có phụ trách làm sự tình rất là bí mật nhưng là gần nhất lượng lớn ám bộ triệu hồi Konoha, thêm vào thủ hạ mình Uchiha Itachi mất đi liên lạc, hắn biết chắc là thôn chuyện gì xảy ra. Bao quát ngày hôm qua thu được nhiệm vụ, nhưng bọn họ nghĩ tận phương pháp, điều tra Uchiha bên trong, đến cùng là cái tình huống thế nào. Hắn biết thôn cùng Uchiha rất có thể sẽ có một trận chiến, nhưng là cùng Obito trong lúc đó ràng buộc, nhưng hắn đối với gia tộc này cảm giác phức tạp. Nhanh lên một chút tế bái xong rời đi đi, cảm giác nơi này người đều không vui uống chúng ta maito gai bên này nói hắn cũng không biết nhiều chuyện như vậy chuyện này chỉ ở ám bộ bên trong truyền lưu gai ta nhưng là rất vui thích uống ngươi có điều vào lúc này đột nhiên có người mở miệng nói rằng maito gai nghe được này quen thuộc trên người sắc mặt lập tức trở nên cao hứng lên Tamagen, ngươi tại sao lại ở chỗ này maito gai bên này xoay người nhìn thấy là Uchiha Tamagen, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Tamagen là cùng bọn họ một lần, tuy rằng nhỏ lên một tuổi, thế nhưng vào lúc ấy chính trực chiến tranh, hầu như hạ nhẫn mới vừa tốt nghiệp ninja, đều sẽ ra chiến trường. Phân chia cũng không có sau khi Naruto bọn họ như vậy rõ ràng. Vì lẽ đó Tamagen cùng Kakashi Maito Gai bọn họ rất quen thuộc. Có thể đầu tư. Tấu chương xong, truyện siêu giải trí, không vô não trang bức trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng, xà hạt, đoạt mệnh cổ, tử trùng, hầu nhi tử, tử cổ, kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7 Kakashi Đau, quá đau. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio ta đang đi tuần A. Các ngươi là đến tế bái Obito đi, ta mang bọn ngươi qua đi. Uchiha Tamagen nói. Kỳ thực hắn cùng Shisui những ngày gần đây, đều ở Uchiha bộ tộc tộc địa bên trong tuần tra. Phụ trách đem những kia lẻn vào đi vào ám bộ, giải quyết rơi. Thế nhưng cũng là vì không muốn kích phát mâu thuẫn, chỉ là dùng ảo thuật đem những này ám bộ cho làm ngất, sau đó vứt ở Uchiha tộc địa ở ngoài ám bộ người chính mình liền phụ trách đem những này lẻn vào thất bại ám bộ cho mang đi. Vậy thì phiền phức ngươi, người chung quanh thật giống đều rất đáng ghét chúng ta. Mai Gai liền vội vàng gật đầu, sau đó thập phần nhỏ giọng đối với Uchiha Tamagen nói. Kakashi thì lại sắc mặt cứng nhắc, dù sao hắn lần này đến, trừ tế bái Obito, cũng là phụ trách thu thập tình báo. Thế nhưng ở bằng hữu mình trước mặt, hắn có chút kiên cường không lên. Ta mang theo các ngươi, không có chuyện gì uchiha tamagen cười sau đó vỗ vỗ gai vai hắn cùng gai quan hệ tốt nhất kakashi cùng những người khác cùng thế hệ chỉ có thể coi là có chút giao tình hắn cùng tổ người cũng đã hy sinh chết ở trên chiến trường tuy rằng lúc đó hắn đã rất nỗ lực tu luyện thế nhưng hắn thực lực lúc đó cũng là cùng kakashi cách biệt không có mấy không mở hắt dựa vào cái gì đuổi theo những thiên tài này đón lấy đoàn người sắp tới Uchiha bộ tộc từ đường phụ cận, mai táng Uchiha bộ tộc thành viên nghĩa địa. Mai Gai cùng Kakashi hai người, tế bái Obito thời điểm đúng là vô cùng nghiêm túc. Cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, liền muốn rời khỏi. Có điều trước lúc ly khai, Kakashi ánh mắt phức tạp nhìn Uchiha Tamagen. Uchiha có thể cùng thôn sống chung hòa bình sao? Kakashi bên này không nhìn được đối với một bên nhìn tà dương Uchiha Tamagen hỏi chuyện này nên muốn hỏi Konoha. Tại sao muốn như thế nhằm vào Uchiha đây? Uchiha cũng không muốn rơi vào cùng Senju bộ tộc kết quả giống nhau. Uchiha Tamagen nhìn Kakashi, sắc mặt bình tĩnh đối với hắn nói. Kakashi sắc mặt cứng đờ, lộ ra cười khổ, cũng không nói gì nữa. "Bảo vệ tốt ngươi cái kia viên con mắt, chờ ngươi có thể làm đến cùng ta tình huống như thế sau khi, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật." liên quan với Obito cùng rinh tử vong chân tướng. Uchiha Tamagen bên này đột nhiên mở ra Mangekyou Sharingan, đón lấy đối với Kakashi nói. Hắn cũng cảm giác được gần nhất Konoha cử động càng ngày càng áp sát, vì lẽ đó hắn muốn hơi hơi cho điểm kinh sợ, nhường bọn họ sợ hãi lo lắng. Lại kéo dài một ngày đã đủ rồi, trên căn bản vật tư đã thu thập hoàn thành, đồng thời cảnh vụ bộ bên này tiểu đội trưởng đã nắm giữ đại khái tình huống liền kém một chút thời gian. Ngươi, Obito cùng Rin tử vong chân tướng, đó là cái gì? Kakashi bên này, nhìn thấy Manjeku vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng lập tức sức chú ý liền đặt ở Obito cùng Rin tử vong chân tướng chuyện này. Đây là hắn cả đời đau. Chán trường lâu như vậy, thực lực của ngươi cũng không đầy đủ hiểu rõ những thứ này. Thế nhưng Rin cùng Obito chết, là có người thiết kế, chờ ngươi nắm giữ Manjeku Sharingan sau khi, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Uchiha Tamagen trực tiếp nói. Đón lấy mặt kệ Kakashi làm sao truy hỏi, hắn cũng không nói. Maito Gai ở một bên rất muốn hỏi cái gì, có điều cuối cùng vẫn là nhìn xuống, hắn biết Tamagen không lời muốn nói, là tuyệt đối hỏi không ra đến. Cuối cùng Uchiha Tamagen đem hai người đưa ra Uchiha tộc địa sau khi, liền thuấn thân biến mất ở trước mặt bọn họ mà kakashi thì lại sắc mặt trầm trọng cùng maito gai cáo biệt đón lấy trở lại đưa ra báo cáo đi uchiha rốt cuộc muốn làm cái gì thật sự muốn khai chiến sao saruti hirun bên này mặc buồn rầu nói hắn không nghĩ tới uchiha thật sự dám có ý niệm như vậy lúc này hắn bận tâm là nhân thủ còn có một phần ba không có triệu hồi đến bởi vì tiền tuyến thay quân cũng không phải chuyện đơn giản như vậy cần từng bước lùi về sau không thể bị cái khác nhẫn thôn nhân cơ hội mà vào. Muốn thừa thế xông lên giải quyết đi Uchiha, cũng cũng không phải chuyện dễ dàng gì, vì lẽ đó cần lượng lớn nhân thủ. Muốn tiên hạ thủ vi cường sao? Chủ động xuất kích, đánh Uchiha một trở tay không kịp, như vậy có thể giảm thiểu không nhỏ tổn thương. Danjo mở miệng nói rằng, hắn bên này kỳ thực đã chuẩn bị gần như, đồng thời uy hiếp một ít gia tộc nhỏ tộc trưởng, nhưng bọn họ đồng loạt ra tay. Không được, Konoha động thủ trước, trong thôn gia tộc, liền sẽ đối với chúng ta sản sinh hoảng sợ, đối với tương lai không tốt. Hơn nữa Kakashi báo cáo, trước tên kia Uchiha bộ tộc thiên tài, gọi là Uchiha Tamagen, cũng nắm giữ Manjiku Sharingan, năng lực không rõ. Saruti Hirun lắc đầu một cái. Uchiha Tamagen kế hoạch vẫn là thành công. Trong thôn những gia tộc kia hoảng sợ không hoảng sợ, Saruti Hirun kỳ thực cũng không phải quá để ý. Thế nhưng Manjaku Sharingan năng lực, hắn vẫn tương đối kiên kỵ dù sao có Shisui ở trước, ai biết này Manjaku năng lực là cái gì. Hắn muốn thu được càng nhiều tình báo, xác nhận ổn thỏa lại động thủ. Dù sao để nhất cùng Uchiha Madara sau khi Ninja, cũng sẽ không tiếp tục cứng thép, tình báo chiến càng trọng yếu hơn. Cái gì, Uchiha bộ tộc lại ra một cái Manjaku kẻ nắm giữ. Danjo cũng trả kinh. Hắn nhưng là đối với Uchiha hiểu rõ rất sâu. Những năm này đã tận lực khống chế Uchiha bộ tộc ở ngoài làm nhiệm vụ, nhưng bọn họ càng thiếu tiếp xúc chiến đấu, không nhường Manjaku xuất hiện. Không nghĩ tới, thế hệ này hai người trẻ tuổi đều nắm giữ Manjaku Sharingan. Đám người Tây càng nhiều thời điểm đi. Bất quá đối với Uchiha giám thị, càng thêm nghiêm mật, muốn xác nhận bọn họ rời đi Uchiha tộc địa sau khi làm bất kỳ tình báo. Những kia trúng ảo thuật ám bộ, rất giống là si sui tác phẩm, hắn khả năng lựa chọn Uchiha. Saruti Hirun đã đem chuyện này, cho rằng chiến tranh tới đối xử. Hơn nữa, nhất định phải thắng lợi, còn không thể tử thương quá nhiều. Hơn nữa hắn không có lập tức động thủ, trừ Uchiha Tamagen, còn có si sui duyên cớ. Những kia trúng ảo thuật ám bộ, rất nhanh liền bị phân tích ra, có thể là si sui động thủ dù sao ám bộ bên trong, có liên quan với si triển khai ảo thuật sau, bắt được kẻ địch tình báo, rất dễ dàng liền phân tích ra. Hai cái Manjeku, mới là Saruti Hirun kiên kỵ. Konoha 56 năm, thu. Nhiệm vụ đã phân bố xuống, rất nhiều người đều không hiểu. Có điều ta biểu diễn một hội ta Manjeku năng lực sau khi, bọn họ liền đã không còn nghi hoặc. Uchiha Fugaku đối với Uchiha Tamagen nói. Ngày mai 5 giờ rạng sáng, trực tiếp động thủ. Nhân khẩu quan trọng nhất, không bắt được đồ vật liền không muốn. Tổng thất đồ vật, chờ chúng ta lúc trở lại lần nữa, sẽ gấp bội cầm về. Uchiha Tamagen gật gù, sau đó mở miệng nói rằng: Thời gian không có tuyển ở nửa đêm, mà là tảng sáng. Là bởi vì cái này thời gian là ám bộ thay ca thời gian, đồng thời cũng là trời hơi sáng thời điểm. Trải qua đêm đen không có động tĩnh, chẳng ai sẽ nghĩ sẽ ở trước khi trời sáng đồng thủ. Rõ ràng. Chuyện này không cần cùng si xuôi nói sao. Fugaku gật gù, đón lấy có chút do dự nói. Không thể có sai lầm, việc này liên quan đến Uchiha gần nghìn người tính mạng. Cái này hành động càng nhanh càng tốt, đường nối mở ra vị trí, sẽ ở ngay chính giữa, như vậy có thể thời gian ngắn nhất làm cho tất cả mọi người đều lại đây. Uchiha Tamagen lắc đầu một cái từng ra tình hình người, là không cách nào lại được tuyệt đối tín nhiệm. Lần này, coi như là đầu danh trạng. Uchiha Fugaku trầm trọng gật gù, đón lấy trực tiếp đi sắp xếp. Tấu chương xong, truyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng, xà hạt, đoạt mệnh cổ, tử trùng, hầu nhi tử, tử cổ, kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ. Hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 8. Lui lại bắt đầu. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Rin cùng Obito chết, đến cùng còn có cái gì chân tướng? Là vụ ẩn thôn, vẫn là nhàm ẩn thôn. Kakashi hai ngày nay, hoàn toàn bị Uchiha Tamagen cho làm suy nhược tinh thần, vẫn ở nghĩ chuyện này ku sự kiện kia hắn nhìn ra là Uchiha Tamagen, nhưng hắn đem tin tức này chuyển cho Konoha, tuy rằng chỉ có 8 thành độ khả thi, thế nhưng hắn vẫn là truyền lên báo cáo. Đón lấy hắn liền vẫn phụ trách giám thị Uchiha tộc địa tình huống, thế nhưng đầu hắn bên trong đều ở nghỉ Obito cùng rinh sự tình. Đội trưởng, này mấy ngày ngươi tinh thần không tốt, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút, ta tiếp tục thay ca. Kakashi thủ hạ, đối với hắn nói. Hai ngày nay bọn họ cũng phát hiện Kakashi thật giống tinh thần không tốt, có điều gần nhất nhiệm vụ là không cách nào từ bỏ, bị thương cũng muốn lên cương. Không sao, rất nhanh liền hừng đông, ban ngày không có vấn đề quá lớn. Kakashi lắc đầu một cái. Hắn là lại đây thay ca. Làm đội trưởng, hắn tự nhiên không thể lười biếng. Hơn nữa là này thời khắc then chốt. Tuy rằng rất khó tin tưởng, Uchiha bộ tộc sẽ cùng thôn khai chiến, thế nhưng có khả năng này, liền không thể không phòng. Dù sao Konoha mấy vạn người sinh mệnh, đều nắm giữ ở trong tay bọn họ. Là. Thấy thế, tên này ám bộ cũng sẽ không lại khuyên nhiều nói rồi. Tuy rằng gần nhất giám thị rất nghiêm mật, thế nhưng chỉ cần không bước vào Uchiha bộ tộc tộc địa, đều không có nguy hiểm gì. Song phương đều duy trì khắc chế, không có kích phát mâu thuẫn. Lẽ nào Obito cùng Rin chết, cùng Konoha có quan hệ? Nếu không, tại sao Tamagen không nói cho ta? Kakashi bên này đúng là đầu đều sắp nổ. Cuối cùng suy đoán Tamagen không tự nói với mình nguyên nhân, có lẽ là Konoha tham dự vào. Nghĩ đến khả năng này, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được. Aki. Thế nhưng đột nhiên, một chủng loại như ở loại chim đắc đỏ gọi âm thanh vang lên. Con chim đắm về suy nghĩ bên trong Kakashi, trong nháy mắt bị thức tỉnh. Chẳng lẽ nói Kakashi cả kinh. Đây là toàn diện chuẩn bị chiến tín hiệu. Hơn nửa thanh âm này khoảng cách rất gần, làm sao xem đều là cùng Uchiha bộ tộc có quan hệ. Kakashi không do dự, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, đem hộ ngạch kéo, lộ ra đỏ như máu Sharingan. Đây là kết giới. Kakashi phát hiện, Uchiha bộ tộc tộc địa, đột nhiên bị kết giới bao trùm dẫn đến hắn Sarigan có thể nhìn thấy tin tức trong nháy mắt giảm thiểu. Phát sinh cảnh cáo là căn bên trong huy ga bộ tộc ninja. Tuy rằng chuyện này không có nhường huy ga bộ tộc tham gia, thế nhưng huy ga bộ tộc ninja vẫn có. Hắn mỗi cách 10 phút, liền biết sử dụng bi quan quan sát Uchiha tộc địa tình huống, thế nhưng đột nhiên phát hiện kết giới xuất hiện, ngăn cản hắn bi quan xuyên thấu khoảng cách. Vốn là có thể nhìn thấu 2 km bi quan, trong nháy mắt bị áp chế đến chỉ có xa mấy chục mét. Hết thảy ám bộ đều cả người căng thẳng, chuẩn bị nghênh tiếp chiến đấu. Thế nhưng Uchiha tộc địa bên trong, cảnh vụ bộ thành viên trong nháy mắt điều động. Phân ra lượng lớn ảnh phân thân, vọt thẳng hướng về phổ thông tộc nhân cư trú vị trí, chuẩn bị đem tất cả mọi người cho rút đi đến vị trí trung tâm. Bắt đầu à! Shisui bên này, cô độc ở Uchiha tộc địa bên trong, nhìn tình huống bên ngoài nghe được động tỉnh, hắn liền biết trút đi bắt đầu. Hắn chỉ được báo cho là vào hôm nay, không nghĩ tới là ngày hôm nay hừng đông. Cảm giác được mình bị bài xích, thế nhưng hắn cũng không có cái gì bất mãn. Hy vọng sau đó Konoha có thể qua càng tốt. Thế nhưng ngày hôm nay, ta sẽ vì Uchiha mà chiến. Shisui bên này nói xong, mở mắt ra, đỏ như máu ba câu ngọc Sarigan trực tiếp xuất hiện. Hắn muốn phụ trách chặn lại, hết thảy tiến vào Uchiha tộc địa bên trong ám bộ. Trợ giúp hắn, có cảnh vụ bộ bên trong 20 tên tinh anh. Trực tiếp phân tán ra, chuẩn bị kiềm chế đi vào ám bộ. Lui lại thời gian kế hoạch chỉ có 15 phút đồng hồ, muốn tốc chiến tốc thắng. Điều động đi, đây là Uchiha tồn vong thời khắc. Uchiha Fugaku bên này, chính là phụ trách mang đội cảnh vụ bộ tinh anh người phụ trách. Chuyện cụ thể, hắn sáng sớm hôm nay mở hội thời điểm, liền sử dụng truyền phong ấn đối với những người này triển khai ảo thuật. Ở nửa giờ trước ảo thuật liền tự động khởi động, báo cho bọn họ cụ thể tác chiến tình huống. Hết thảy tình huống cụ thể, đều bị ép đến cuối cùng mới bạo lộ ra. Là Cảnh vụ bộ các tinh anh, trực tiếp phát sinh tiếng trống giận dữ. Đón lấy trực tiếp thuấn thân phân tán, đi tới Uchiha tộc địa mỗi cái biên cảnh, phụ trách kiềm chế ám bộ sự tình. Uchiha bộ tộc tộc địa bên trong, trực tiếp toàn viên hành động lên. Rất nhiều thành viên đều rất khiếp sợ nhìn tộc địa ngay chính giữa cái kia tỏa ra hiu hắt ánh sáng cửa lớn. Đem người bình thường xuyên qua này cửa ánh sáng, nhanh. Này cửa lớn bên cạnh, đứng mấy cái Uchiha bộ tộc trưởng lão. Bọn họ vào lúc này cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ muốn mang theo càng nhiều tộc nhân rời đi. Lượng lớn Uchiha bộ tộc người bình thường, bị đẩy vào đến này cửa ánh sáng sau khi. 90% trở lên người cũng không biết là xảy ra chuyện gì, thế nhưng bọn họ tin tưởng chính mình tộc nhân là không sẽ lừa gạt mình. Đã tới sao? Uchiha Tamagen phụ trách truyền tống môn trấn thủ. Thế nhưng hắn cũng đã thấy, phía trước nhất đã có ánh lửa xuất hiện. Nổ phu tiếng nổ mạnh, còn có hỏa động chấn động, đã bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Ngươi là nói, Uchiha đến hiện tại, vẫn không có tiếng công Konoha chỉ là dùng kết giới ngăn cách Bikawan dò xét. Saruti Hirun ở mấy phút bên trong, liền chạy tới Uchiha tộc địa phụ cận. Có điều vì phòng ngừa Shisui Manjaku năng lực, hắn ẩn giấu ở dưới đất bí mật đạo móc ra trong căn cứ. Là, chỉ là ngăn cách dò xét cùng nhận biết kết giới, hiện tại ám bộ đã vọt vào, gặp phải Uchiha bộ tộc chống lại. Narashikaku gật gù, trực tiếp nói. Một bên Yamanka Inoichi, sử dụng chính mình lực lượng tinh thần, liên tiếp narashikaku nhưng hắn nhận biết nhất tình huống của tiền tuyến, nhưng hắn nói rõ tình hình. Kết giới loại bỏ còn bao lâu nữa? Saruti Hirun quay đầu, đối với một bên ám bộ hỏi. Trong vòng một phút, là có thể loại bỏ, ám bộ người phụ trách trực tiếp mở miệng nói rằng thời gian cụ thể. Saruti Hirun gật gù, sau đó lấy ra quả cầu thủy tinh, sử dụng kính viễn vọng thuật quan sát phát hiện tình huống xác thực rất quái lạ ở kết giới bên trong uchiha bộ tộc đến cùng đang làm gì một phút hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy dày vò đột nhiên quả cầu thủy tinh hình ảnh trở nên rõ ràng lên có thể thấy rõ ràng uchiha bộ tộc tộc địa bên trong tình huống kính viễn vọng thuật cũng chỉ có thể ở thôn konoha bên trong tạo tác dụng chủ yếu là dựa vào bao trùm konoha phòng ngự kết giới đến thu được tình báo toàn bộ ngũ đại thôn cũng chỉ có Konoha có như vậy cánh tay. Cái kia là... Saruti Hirun hai tay mở ra, ngón tay nhanh chóng gãy, mở rộng quả cầu thủy tinh lên hình ảnh. Nhìn thấy nhường hắn khiếp sợ một màn. Lượng lớn Uchiha bộ tộc người, xuyên qua cái kia tỏa ra ánh sáng màu trắng xa nhà, trực tiếp biến mất ở Konoha bên trong. Thời không thuật. Uchiha không phải muốn chiến tranh, mà là muốn chạy trốn. Đáng ghét bị đua. Thấy cảnh này, Saruti Hirun nơi đó còn không biết phát sinh tình huống thế nào. Trực tiếp đứng lên đến cả giận nói. Tấu chương xong, truyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng, xà hạt, đoạt mệnh cổ, tử trùng, hầu nhi tử, tử cổ, kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 9 Tạ ác Uchiha Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Toàn viên xuất kích, đối với Uchiha tiến hành tiêu diệt, không lưu chức hà người sống. Nhưng Danjo nghĩ biện pháp tìm tới, là ai phóng thích thời không gian nhẫn thuật, tìm tới Uchiha bộ tộc thoát đi vị trí, đối với bọn họ tiến hành truy kích. Saruti Hirun trực tiếp đứng dậy, thập phần quả đoán hạ lệnh. Uchiha nếu như ở tại Konoha bên trong, vậy thì là nuôi nhốt lên Haxi, si, nghĩ muốn động thủ bất cứ lúc nào cũng có thể. Thế nhưng muốn nhượng Uchiha rời đi Konoha, vậy coi như là một ít Garu, bất cứ lúc nào có thể từ Konoha trên người cắn xuống một tảng lớn thịt đến. Uchiha bộ tộc thoát đi, đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Này sẽ vì Konoha mang tới một cái thời khắc đều muốn phòng bị kẻ địch là Narashikaku bên này nghe được Saruti Hirun, cũng là cả kinh. Bất quá ngay cả bận biểu, thông qua Yamanka Inoichi nhẫn thuật, đem tin tức cho trực tiếp chuyển cho tuyến đầu ám bộ cùng Danjo. Nhận được tin tức ám bộ nhóm, mỗi một cái đều thập phần giật mình. Bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được Uchiha bên này, thật giống cũng không có quá lớn chiến ý, càng nhiều chỉ là vì kiềm chế bọn họ. Vì lẽ đó ám bộ nhóm, kỳ thực ra tay cũng không có quá nặng, càng nhiều đều là vì thu được tình báo, muốn biết rõ xảy ra tình huống gì. Lúc này thu được đến từ đệ tam mệnh lệnh, bọn họ tự nhiên cũng không thể tiếp tục mò cá. Gia nhập ám bộ, liền biết sẽ đối mặt cái gì, tuy rằng bọn họ cũng không rõ ràng, tại sao muốn đối với Uchiha như vậy, thế nhưng vẫn là lên. Kết giới loại bỏ sao? Lui lại thời gian còn có 10 phút, đã có hơn 400 người bị mang đến, còn có một nửa, thời gian khá là gấp gáp. Uchiha Tamagen bên này đứng ở đỉnh nhà lên, mở ra Sharingan quan sát tình huống bên ngoài. Hắn biết tiếp đó, mới là độ khó nhất qua thời gian. Truyền tống môn căn bản là không có cách ẩn giấu, có Bikawan ở rất dễ dàng liền bị tìm tới, vì lẽ đó vừa bắt đầu Uchiha Tamagen bên này, liền lựa chọn đem truyền tống môn thả đang thoát đi thuận tiện nhất vị trí. Ra tay biến tàn nhẫn, muốn đem Uchiha cho diệt sạch sao? như vậy liền không trách ta uchiha tamagen rất nhanh phát hiện tuyến đầu vị trí chiến đấu trở nên vô cùng kịch liệt nhẫn thuật nổ phù liên tiếp nổ tung hắn biết đây là saruti hirun làm ra lựa chọn không nghĩ thả mặt bọn họ rời đi nếu như lần này konoha ở biết uchiha mục đích sau khi lựa chọn từ bỏ truy kích sau đó không khỏi không có hòa bình cơ hội thế nhưng hiện tại uchiha tamagen không có chút gì do dự trực tiếp viễn trình làm nổ Konoha ngục giam. Trong này giam giữ phạm nhân, so với dĩ vạn ít đi rất nhiều, thế nhưng cũng là có lượng lớn Konoha bên trong phản nhẫn giam ở bên trong. Lúc này Uchiha Tamagen không chút do dự lựa chọn đem bọn họ cho thả ra ngoài. Ảo thuật, Sarigan. Mà ở tuyến đầu Shishui, cũng phát hiện những này ám bộ bắt đầu đánh mạnh. Trong lòng lập tức chìm xuống, biết Konoha bên này là lựa chọn không thả bọn họ rời đi điều này làm cho shisui có chút thất vọng hắn vốn là cảm thấy nếu như konoha biết uchiha muốn rời khỏi konoha không muốn cùng konoha phát sinh chiến tranh konoha sẽ đồng ý chuyện này thế nhưng bây giờ nhìn lại là hắn nghĩ tới quá nhiều vì lẽ đó shisui ra tay cũng bắt đầu biến nặng không ở lưu thủ giống như tử thần như thế dùng cực nhanh thuấn thân thuật vụt xuất hiện ở ám bộ bên trong đem bọn họ giải quyết rơi có điều vẫn là tận lực lưu lại tính mạng của bọn họ cũng không có hạ tử thủ có điều như vậy cũng làm cho hắn trở nên cực kỳ cật lực làm nổ tầng thứ nhất phòng tuyến uchiha fugaku trực tiếp hạ lệnh konoha vẫn ở phòng bị uchiha sẽ ở trong thôn bố trí món đồ gì bố trí đúng là bố trí thế nhưng đều bố trí ở uchiha bên trong lần này nhưng là lấy ra lượng lớn nổ phù những phòng ốc này toàn bộ nổ tung đều không chuẩn bị để cho Konoha. Nhưng Konoha chỉ có thể được một mảnh xác. Lúc này làm nổ cũng có thể cho ám bộ xâm lấn tăng cường khó khăn. Dù sao Uchiha bên này chỉ cần kéo dài thời gian là có thể, rút đi thời điểm vừa nãy cũng là từ phía ngoài xa nhất bắt đầu lui lại, vì lẽ đó ngoại vi đã không có người. Oanh oanh oanh. Nổ phù nổ tung chấn động, hầu như đem toàn bộ Konoha cư dân cho thức tỉnh. Lúc này khoảng cách hừng đông, còn có không tới nửa giờ, chính là tuyệt đại đa số người ngủ say thời điểm. Loại này đột nhiên xuất hiện chấn động, nhường cô nô các thôn dân, hồi tưởng lại cửu vĩ chi loạn đêm đó thảm trạng, từng cái từng cái thất kinh từ trong phòng đi ra ngoài, muốn tị nạn. Vẫn là đánh lên tới sao? Cái kế tiếp, sẽ đến phiên huy ga bộ tộc sao? Huy ga hi bên này cũng không có ngủ. Hắn trầm mặt, sử dụng bika quan quan sát trong thôn tình huống tự nhiên cũng phát hiện ở huy bộ tộc xung quanh ẩn giấu đi hơn 10 người ám bộ vì phòng ngừa bọn họ sẽ đâm lưng nhìn thấy những này ám bộ huy ga hishi liền rất khó chịu hắn biết konoha cao tầng những tên kia chưa bao giờ tin tưởng bọn hắn huy bộ tộc mất đi senju cùng uchiha này hai cái mục tiêu sau khi hắn hoài nghi cái kế tiếp rất có thể chính là huy bộ tộc Nguyên lai like đây chính là Uchiha kế hoạch à. Quả nhiên là tà ác Uchiha. Triệu tập những ninja kia, toàn bộ ra tiền tuyến, nói cho bọn họ biết giết chết một cái Uchiha ninja, chính là cấp A nhiệm vụ khen thưởng. Đang vô bên này, cũng thông qua chính mình căn bên trong huy ga bộ tộc ninja, biết rồi Uchiha bộ tộc lợi dụng thời không gian nhẫn thuật lui lại kế hoạch. Điều này làm cho hắn giận dữ. Cảm thấy chính là Saruti Hirun quá mức do dự, mới sẽ dẫn đến tình cảnh này phát sinh nếu như sớm điểm sớm ra tay nói không chắc căn bản sẽ không biến thành như vậy tình hình là xung quanh ngã quỳ trên mặt đất năm tên căn trực tiếp thuấn thân rời đi đi triệu tập càng nhiều ninja. gia chuẩn bị bố trí liên hợp nhẫn thuật đem cái kia thời không gian nhẫn thuật cho mau chóng phá hủy không thể để cho nó tiếp tục tồn tại danjo tiếp tục hạ lệnh chỉ dựa vào cường công đánh vào đi hắn cảm thấy món ăn đều lạnh. Cũng không phải là không có người muốn đột tiến đi vào, thế nhưng ở này ánh bình minh trước tối tâm nhất thời điểm, tầm mắt rất kém, thế nhưng đối với Uchiha bộ tộc hầu như không có ảnh hưởng. Thêm vào bố trí lượng lớn cạm bẫy, ám bộ căn bản là không có cách nhanh chóng đột phá phòng tuyến. Coi như tới gần, cũng sẽ bị ở đường hầm vận chuyển bên cạnh Uchiha cho ngăn cản. Vì lẽ đó Danjo chuẩn bị sử dụng loại cực lớn tấn công từ xa liên hợp nhẫn thuật đem cái kia hắn cho rằng thời không gian nhẫn thuật phá hủy. Có điều, ở Danjo động thủ trước, Uchiha Tamagen cũng bắt đầu dùng chính mình bố trí thủ đoạn cuối cùng. Hỏa động hào hỏa cầu thuật Uchiha diệt liên tiếp phóng thích ba viên hào hỏa cầu thuật, hướng về trên trời ba phương hướng phóng thích. Bởi vì không có công kích người, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có người ngăn cản cái này nhẫn thuật. Ở Konoha nghiêm mật giám thị dưới, nghĩ muốn động thủ chân rất phiền phức thế nhưng khí trời quả nhiên vẫn không có bị phát hiện tập hợp xa suốt khai phá kỳ lân sáng tạo ra phạm vi càng to lớn hơn khí tượng nhẫn thuật nhường konoha lĩnh hội một hồi cái gì là thống khổ đi uchiha tamagen tay phải hiện lên điện lưu thế nhưng hai mắt đã biến thành Manjaku dáng dấp hai ngày nay giữa bầu trời tụ tập không ít mây vũ tích căn bản không có bị người phát hiện đây là uchiha tamagen mỗi ngày chậm rãi bốc hơi lên hồ nước chậm rãi hình thành mây mưa ngày hôm qua chạng vạn trước càng là hầu như đem uchiha tộc địa bên trong một cái hồ nước cho trực tiếp bốc hơi lên konoha ninja căn bản không có nhận ra được điểm này xưa nay không viết qua vừa bắt đầu nhiều người như vậy ủng hộ sách tấu chương xong truyện siêu giải trí không vô não trang bức trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng, xà hạt, đoạt mệnh cổ, tử trùng, hầu nhi tử, tử cổ, kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ, tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Thần Phạt, Susano Lực Lượng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Thuật này lực sát thương rất mạnh, Uchiha Tamagen vừa bắt đầu cũng không muốn dùng, chỉ là làm chuẩn bị. Thế nhưng lúc này tuyến đầu, những kia ám bộ đã cho rằng chiến tranh tới đối xử, Uchiha diệt không thể vào lúc này nhẹ dạ, thả mặt bọn họ không kiên dè chút nào công kích Uchiha bộ tộc. Chờ đợi vạn lôi nổ vang đi. Thần phạt. Uchiha diệt giơ tay lên, trong tay hồ quan điện trực tiếp phóng lên trời, trực tiếp chui vào mây vũ tích ở trong này đạo hồ Quang điện tự nhiên là bị người phát hiện ra thế nhưng rất nhiều người vẫn là không hiểu nổi oanh tuyến đầu một đạo màu xanh lục bóng người to lớn hiện lên uchiha shisui bên này quả thật có chút không chịu nổi vây công hắn ám bộ nhân số quá nhiều ở phán đoán chính mình là tuyệt đối không cách nào tránh thoát công kích sau khi không chút do dự sử dụng susano này đạo bóng người màu xanh lục cấp tốc hấp dẫn lượng lớn ám bộ tầm mắt hướng về hắn vây qua đi. Quả nhiên phản bội Konoha, Shisui. Tạ ác Uchiha. Đang vô bên này, thông qua bên cạnh mình huy bộ tộc thủ hạ, xác nhận chiến trường tình huống. Hắn cùng Saruti Hirun có như thế lo lắng, sợ sệt Shisui sẽ đối với hắn sử dụng Kotomatia, vì lẽ đó vẫn ẩn nút chuẩn bị kỹ càng nhà an toàn bên trong. Hiện tại xác nhận Shisui vị trí, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tức giận mắng tên phản đồ này đồng dạng núp trong bóng tối saruti hirun cũng khóa chặt si xuôi vị trí đồng dạng cảm giác cả người nhẹ đi lập tức lựa chọn mang người tay chuẩn bị từ si xuôi vị trí một mặt khác tiến công trực tiếp mang đội dết đi vào âm 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 thế nhưng vào lúc này bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm ánh trăng cơ hồ bị mây đen cho mộng bức thế nhưng mây đen lại có tiếng sấm nổ tung tản mát ra ánh sáng Nhường Konoha trong nháy mắt giống như ban ngày như thế. Đang chuẩn bị mang người Tây tiến công Saruti Hirun, dưới chân trong nháy mắt dừng lại. Đón lấy không dám tin tưởng ngẩng đầu lên, nhìn giữa không trung những kia mây vũ tích. Cảm thấy không lành. Saruti Hirun cảm giác được to lớn uy hiếp. Loại này sẵn cả tóc gáy cảm giác, chỉ có ở mấy lần nhẫn giới đại chiến, cùng đêm đó cửu vĩ chi loạn đêm đó mới từng có. Uchiha Saruti Hirun nghiến răng nghiến lợi. Không nghi ngờ chút nào, đây nhất định là Uchiha tác phẩm. Hắn không biết cụ thể là ai làm, thế nhưng loại thủ đoạn này khẳng định là Uchiha không thể nghi ngờ. Thế nhưng không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Âm âm. Đạo thứ nhất xét trực tiếp hạ xuống là không khác biệt tập kích Konoha bên trong công kích. Trực tiếp đánh trúng rồi hô kết nhà lớn lên cột thu lôi cũng không có tạo thành quá lớn phá hoại. Nhưng là lập tức, lại có mới xét hạ xuống, lần này thì lại đánh trúng rồi phổ thông cây cối, trực tiếp đem thiêu đốt. Sau đó là bốn đạo xét tổng cộng hạ xuống. Ở bên ngoài chạy trốn bên trong thôn Konoha dân, từng cái từng cái bị dọa đến hồn vía lên mây, không biết như thế nào cho phải. Không tới 30 giây, cùng hạ xuống xét, liền vượt qua 30 nói, toàn bộ Konoha có thể nói là tắm rửa ở trong biển sấm xét. Uchiha. Danjo cùng Saruti Hirun muốn trách cả mí mắt. Phong độn đại đột phá. Danjo bên này, vội và sử dụng phong độn, muốn đem giữa bầu trời mây vũ tích cho thổi ra. Thế nhưng mây vũ tích như thế cách xa mặt đất có ngàn mét tả hữu, phổ thông phong độn thổi đi tới, trên căn bản tác dụng không quá lớn. Vẹn vẹn thổi ra một cái lỗ nhỏ khẩu, đối với toàn bộ cục diện căn bản không có tác dụng. Shikaku, nhưng hết thảy sẽ phong độn ninja, đối với không trung sử dụng phong độn. Saruti Hirun bên này, cũng từ bỏ tiếp tục tiến công, lựa chọn trước tiên thanh lý giữa bầu trời vậy làm phiền mây vũ tích. Bỏ mặt không quan tâm, Konoha nhưng là có thể bị trực tiếp phá hủy. Kết quả này hắn không thể nào tiếp thu được. Là Vẫn thông qua tinh thần liên hệ Saruti Hirun Yamanka Inoichi, đem tin tức này truyền cho Narashikaku, đón lấy đem Nara Shikaku, trực tiếp chuyển cho tuyến đầu ám bộ, còn có toàn bộ Konoha các ninja. Rất nhanh, chính đang chống đỡ phòng ngự Uchiha các ninja, lập tức cả người buông lỏng. Bởi vì không ít ám bộ đều từ bỏ tiến công, lựa chọn nhằm vào trên trời mây mưa. Ai, xác thực không có lưu niệm cần thiết. Uchiha Fugaku bên này, nhìn thấy giữa bầu trời lít nha lít nhít hạ xuống sét, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Đồng thời ánh mắt trở nên kiên định lên, trực tiếp mở ra Mangekyo Sharingan. Đây là Uchiha Tamagen trước đó đã nói với hắn, nếu như vận dụng này một chiêu, chứng minh Konoha không có bất kỳ muốn thả bọn họ Uchiha rời đi ý nghĩ. Như vậy, Konoha chính là kẻ địch, không có cần thiết bó tay bó chân. Nhưng bọn họ trải nghiệm một hồi đau đớn. Oanh. Một đạo tỏa ra màu nâu ánh sáng Susanoo, trực tiếp vụt lên từ mặt đất đón lấy Susanoo trực tiếp giơ tay phải lên lòng bàn tay lập tức hiện lên ba viên xoay tròn câu ngọc amatasu đón lấy uchiha fugaku trực tiếp ở này câu ngọc bên trên bám vào bất diệt chi viêm thiên chiếu đen kịch hỏa diễm ở ba cái câu ngọc nhanh chóng xoay tròn dưới như một cái hỏa cầu như thế nổi Susanoo trong bàn tay xung quanh dựa vào lại đây ám bộ cũng cảm giác được uchiha fugaku thật giống muốn làm chuyện lớn Thế nhưng bọn họ nhẫn thuật, căn bản là không có cách đột phá Susanoo phòng ngự. Hiện tại Konoha bên trong, kết cấp thực lực cũng là Saruti Hirun, Danjo còn kém xa lắm. Ám bộ bên trong càng không cần phải nói. Duy nhất có thể đạt đến tầng thứ này, cũng chỉ có mở ra thất môn bên trên Maito Gai, có điều lúc này hắn còn ở sơ tán người bình thường, cũng không có tham chiến. Vì lẽ đó lúc này căn vốn không ai có thể ngăn cản Uchiha Fugaku. Bác phản câu ngọc. Uchiha Fugaku không chút do dự khống chế Susanoo, cầm trong tay nhanh chóng xoay tròn câu ngọc hướng về hô kết nhà lớn phương hướng ném đi. Này một chiêu uy lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn như thế Vĩ thú ngọc, có lẽ không cách nào cùng cửu vĩ xúc tích vĩ thú nghĩ sánh ngang, thế nhưng cũng đủ để tạo thành to lớn phá hoại. Ca ca Hết thảy chặn ở bác phản câu ngọc trước vật thể, đều bị trực tiếp phá hủy không ít ám bộ sử dụng thổ lưu bích muốn ngăn cản nhưng là không hề tác dụng năm giây sau bác phản câu ngọc đánh trúng rồi hô kết nhà lớn oanh một đạo xung kích mang đến tia sáng trực tiếp phóng lên trời dường như đám mây hình nắm như thế tiếp đó chính là amatasu chi viêm trực tiếp bị xung kích cho nổ tan bao trùm đến xung quanh phòng ốc hoàn cảnh ở trong ngọn lửa kia nhưng là không cách nào tắt amatasu chi viêm nếu như không đi xử lý, rất nhanh toàn bộ Konoha liền sẽ rơi vào đến trong biển lửa, chờ Konoha diệt vong đi. Uchiha Fugaku bên này, trực tiếp đe dọa. Làm chuyện này, càng nhiều là vì liên lụy Konoha tinh lực, mà không phải vì muốn làm rơi bọn họ. Tin tức này, rất nhanh thông qua Yamanka Inoichi năng lực, chuyển cho Saruti Hirun. Đáng ghét. Tạ ác Uchiha. Mệnh lệnh người Tây đi phong ấn hỏa diễm, không thể để cho nó khuếch tán. Saruti Hirun bên này, cũng thông qua Yamanka Inoichi lực lượng tinh thần, nhìn thấy hô kết nhà lớn phế tích nơi, luồng ngọn lửa màu đen kia, đúng là ở trên bầu trời lất pha lất phất hạ xuống nước mưa bên trong tiếp tục thiêu đốt, căn bản không bị bất luận ảnh hưởng gì. Vì để tránh cho tổn thất càng to lớn hơn, hắn không được không làm như vậy. Tấu chương xong, loạn vực khởi tranh. Vọng lập luân chuyển. Huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả